chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đồng chí Nguyễn Xuân Đông. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông sinh năm 1961 là một chính khách Việt Nam. Đồng chí hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông sinh vào ngày 5 tháng 3 năm 1961, quê quán xã Tiêu Độc, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Về sự nghiệp, đồng chí Nguyễn Xuân Đông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Lục, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa 17 phiên bất thường, đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 1 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Đông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 2 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 17, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 46 trên 48, đạt tỷ lệ 95,8%. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.